Thúy Nga gửi thông điệp dứt khoát khi vẫn bị gọi tên vào câu chuyện Kim Ngân ngủ ngoài đường kêu đói. Tuy sự việc Kim Ngân ngủ ngoài đường và kêu đói đã diễn ra từ mấy ngày trước, tuy nhiên vào hôm qua, đồng loạt báo chí truyền thông trong nước mới đưa tin tức đó trở lại, gây xôn xao cộng đồng mạng. Và hiển nhiên, cái tên Thúy Nga lại bị nhắc đến kèm với Kim Ngân trong những bài báo đó. Nhiều người chỉ trích, em họ Gia Nguyễn chỉ biết làm màu chứ không hề làm tốt cho Kim Ngân thật sự. Có những người thì nói rằng, Thúy Nga né ra được là may mắn. Và cũng không ít người mong rằng, Thúy Nga sẽ quay trở lại giúp Kim Ngân. Ngoài việc có hơn 10 tờ báo đưa tin chuyện Kim Ngân ngủ ngoài đường, thì hình ảnh đó còn được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Trang cá nhân của Thúy Nga cũng là nơi mà rất nhiều người gửi những bài báo, những hình ảnh về Kim Ngân vào. Và dù không muốn thấy thì bắt buộc cũng phải thấy hình ảnh của Kim Ngân. Chính vì thế, mới đây Thúy Nga đã gửi một thông điệp hết sức rõ ràng và dứt khoát. Cụ thể, nữ danh hài chia sẻ, hôm nay đầy rẫy những khó khăn và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Lời ra tiếng vào, quan tâm nhiều làm phiền bản thân, sống cho mình, chứ sống cho ai mà phải mang đến. Cứ an nhiên với bản thân là được. Tất cả chúng ta hãy cùng góp lời cầu nguyện cho đại dịch qua nhanh và mọi điều bình an cho khắp muôn nơi. Thúy Nga hiện tại không muốn quan tâm đến những chuyện cũ nữa, mà chỉ tập trung vào trong công việc và hỗ trợ giúp đỡ bà con trong mùa dịch. Sau lần ủng hộ 200 triệu để mua nhu yếu phẩm gửi về Việt Nam, Thúy Nga tiết lộ sẽ tổ chức một buổi thiện nguyện lần hai, cũng đã có vài người đóng góp thêm để giúp Việt Nam chống dịch. Thúy Nga sẽ thống kê danh sách cụ thể vào lần tới. Thúy Nga cũng muốn kêu gọi mọi người hãy cất chuyện của Kim Ngân vào quá khứ. Nếu khán giả yêu thương, hãy ủng hộ cả Kim Ngân và Thúy Nga trong thời gian tới bằng cách đón xem những chương trình có sự góp mặt của Thúy Nga. Đây có lẽ là điều mà tất cả những người theo dõi hành trình Ngân Nga trong thời gian qua đều mong muốn từ Thúy Nga. Dù Gia Nguyễn hay bất cứ ai có vu vạ đặt điều thì cũng mong Thúy Nga hãy bỏ ngoài tai, mặc kệ họ, hãy kết thúc chuyện của Kim Ngân và tiếp tục với cuộc sống thường nhật của mình, hoạt động nghệ thuật, cống hiến cho khán giả. Có một tin cực vui, đó là ngày 22 tháng 8, Thúy Nga sẽ trở lại một cách chính thức mạnh mẽ tại chương trình đại nhạc hội của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night cùng với một loạt nghệ sĩ nổi tiếng của trung tâm. Tiếp đó vào ngày 28 và 29 tháng 8, Thúy Nga cũng sẽ tham gia vào đại nhạc hội do Teletron tổ chức, chương trình mà Kim Ngân từng được Gia Nguyễn đưa tới lần trước, nhưng không may nữ ca sĩ đã giận dỗi bỏ về giữa buổi. Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều cũng lần đầu tâm sự sau những sóng gió của Kim Ngân và Thúy Nga thời gian vừa qua, cô lựa chọn rút lui là đúng đắn. Trong những người đã hỗ trợ hết mình cho Kim Ngân vì cuộc sống lang thang tại Mỹ, ngoài Thúy Nga còn có ca sĩ Trizy Phương Trinh hay Cam Thơ. Tuy nhiên, chỉ có nữ diễn viên hài chịu ảnh hưởng bởi những lùm xùm lợi dụng vừa qua vì bị cho rằng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Kim Ngân. Trong livestream mới nhất của ca sĩ Cam Thơ, vợ cũ Bằng Kiều đã có những trải lòng về quyết định kịp thời của mình trước nhiều thị phi thời gian gần đây. Nữ ca sĩ từng tuyên bố sẽ giúp Kim Ngân và con gái gặp mặt nhau nhưng nhận nhiều trách móc đã quyết định rút lui. Sau đó loạt ồn ào cũng ập đến. Trizy Phương Trinh chia sẻ rằng rất nhiều người hỏi cô khi nào sẽ lập kênh YouTube giống nhiều nghệ sĩ khác, nhưng nữ ca sĩ cho biết bản thân không có thời gian. Thêm vào đó tính cách của cô không làm YouTube được. Nữ ca sĩ chia sẻ, đợt vừa rồi có sóng gió nổi lên quanh chuyện đó mà tôi đã chạy mất dép. Ngay từ lúc lùm xùm chưa nổ ra tôi đã thấy có gì đó không ổn nên rút lui ngay. Y như rằng sau đó sóng gió bùng lên dữ dội nhưng tôi lại được bình an để lo công việc. Tới hôm nay mới dám ló mặt vào YouTube. Trizy Phương Trinh và Cam Thơ là những nghệ sĩ đã hỗ trợ cho Thúy Nga rất nhiều trong công cuộc giúp đỡ Kim Ngân thời điểm vô gia cư. Vợ cũ Bằng Kiều cũng từng có chia sẻ đã liên lạc với con gái của Kim Ngân và hẹn ngày cho mẹ con đoàn tụ. Trizy Phương Trinh đã chia sẻ trước đó, bảy đã liên lạc với Mai Khanh Thành Công, con gái Kim Ngân. Hai cô cháu đã có trao đổi và sẽ có một cuộc hẹn gặp trong tuần này để bàn kế hoạch gặp mẹ của Mai Khanh như thế nào. Mai Khanh nói rất là tội nghiệp,
Mai Khanh nói tụi con đã cố gắng suốt cuộc đời trẻ thơ của tụi con cũng như nửa cuộc đời người lớn để tìm giúp mẹ nhưng lần nào cũng thất bại. Mỗi lần thất bại như vậy tụi con cũng đau lòng và tuyệt vọng, hy vọng lần này sẽ khác. Tuy nhiên sau đó cô vấp phải những lời bàn tán giành công với Thúy Nga nên đã quyết định rút lui. Cho đến thời điểm hiện tại, câu chuyện bị đẩy đi quá xa khi Thúy Nga bị nhân vật được cho là người thân Kim Ngân trách móc dữ dội. Họ cho rằng nữ diễn viên hài đã phạm luật Mỹ vì can thiệp quá nhiều vào đời sống của đàn chị, tóc tai như thế nào, đời sống ra làm sao là do Kim Ngân quyết định không phải Thúy Nga. Từ những sự việc không ai mong muốn xảy ra nên Tri Di Phương Trinh cảm thấy quyết định dừng lại và đứng ngoài cuộc là đúng đắn. Việc giúp đỡ Kim Ngân rất có ý nghĩa và nữ ca sĩ cũng muốn hợp sức với Thúy Nga nhưng đã nhận nhiều lời không hay trước đó nên cô cũng dừng lại những hành động và không ngờ rằng Thị Phi lại đến với bạn. Trước đó, ồn ào giữa Kim Ngân và Thúy Nga được nhiều người chú ý khi nữ danh hài bị nhiều người chỉ trích khi có cách hành xử không tốt với đàn chị. Dù đứng ra lo cho Kim Ngân tất cả mọi thứ từ đồ ăn nước uống cho đến nơi ở nhưng cô vẫn bị nhiều thành phần lạ mặt đe dọa. Thậm chí một người tự xưng là em họ của Kim Ngân liên tục quay video chửi bới Thúy Nga khiến nữ danh hài không khỏi chạnh lòng. Quá áp lực nên nữ danh hài quyết định trả lại toàn bộ tiền từ thiện mọi người gửi cho Kim Ngân, đồng thời cắt đứt liên lạc với đối phương. Tuy nhiên, hình ảnh Kim Ngân ngủ ngoài đường được phát tán, thì ngay lập tức nhận được sự chú ý của nhiều người. Đa số đều lên tiếng chỉ trích gia đình Kim Ngân và người em họ đã không quan tâm, chăm sóc đến cô. Ngoài ra, danh hài Thúy Nga cũng được cư dân mạng đồng loạt réo tên. Có người cho rằng Thúy Nga thật may mắn khi thoát khỏi Kim Ngân, vì cô đã giúp đỡ nữ ca sĩ rất nhiều nhưng lại bị chỉ trích dữ dội và cho rằng lợi dụng Kim Ngân để kiếm tiền. Bên cạnh đó, cũng có không ít bình luận hy vọng danh hài Thúy Nga quay trở lại giúp đỡ đàn chị. Bởi khi ở cùng Thúy Nga, Kim Ngân rất ít khi bỏ đi lang thang và ngủ ngoài đường. Số ít cho rằng, gia đình Kim Ngân vì thấy cô được Mạnh Thường Quân giúp đỡ nên mới nhận chăm sóc cô. Sau khi rời khỏi Thúy Nga, không còn được Mạnh Thường Quân cho tiền nên gia đình và em họ Kim Ngân cũng bỏ bê, không muốn chăm sóc một người không bình thường như nữ ca sĩ. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an trong mùa dịch bệnh khó khăn này.